Rồi, xin chào tất cả các bạn nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một số cái bẫy mẫu chuột, một số mẫu bẫy chuột ở cái shop mình bán nha các bạn. Thì chủ yếu là ba cái mẫu này. Đầu tiên mình sẽ review cái mẫu nhỏ xíu này cho các bạn xem nha. Thì cái mẫu này nè, nó rất là thích hợp để cho các bạn bẫy chuột đồng đó các bạn. Bạn mà đi bẫy mà dạng như bẫy thương mại đó thì các bạn sẽ bẫy được. Các bạn có khả năng đem cái bẫy này đi rất là nhiều vài chục cái luôn á. Mình zoom lại gần cho các bạn xem ha. Đây, anh này nha. Thì mỗi lần mình đi mình có thể bỏ được 60-70 cái vô một cái vỏ các bạn. Tại vì nó nhỏ. Để mình cho các bạn xem ha. Bỏ cái lon bia này vô cho các bạn coi cái kích thước nó tương ứng nha. Thì nó lớn hơn cái lon bia này chút nè các bạn thấy không? Bề dài nó dài hơn cái lon bia chút xíu. Và bề ngang nó cũng, nói chung là nó gấp, nó khoảng gấp rưỡi cái lon bia này thôi. Thì cho nên các bạn có thể bỏ vô cái vỏ vài chục cái rồi các bạn đem đi bẫy chuột. Thì cái này con chuột vàng nó vô là vừa y luôn các bạn, nó nằm ở này nè. Thì bẫy này là bẫy lò xo bạn ha, đó kéo lên vậy rồi sau mình gài thôi. Thì các bạn nha, gài này cũng đơn giản các bạn này nha. Thì cái này các bạn nha, các bạn mua về xong này gài dễ ha. Rồi đây nha các bạn, gài vậy xong rồi ở dưới nó có cái dòng sắt á đó. Đó vậy là được rồi, con chuột nó vô nó sẽ dậm vô cái lồng sắt dưới này nè, rồi nó sẽ sập cái cửa xuống. Rồi đây là cái mẫu đầu tiên. Ây da, đau quá. Đây là cái mẫu đầu tiên các bạn ha, cái mẫu nhỏ đó. Thì cái kích thước thì mình có cái bài viết về nó trên trang web cuocsongluonquon.com, các bạn mình miêu tả kích thước khá kỹ rồi. Các bạn có thể vào đó xem thêm ha. Này mình tạo thêm cái video clip cho bạn có cái nhìn đầy đủ hơn về cái mấy cái bẫy chuột này. Đó, mẫu thứ nhất bạn ha. Giá bán cái mẫu này là 16.000 nha các bạn. 16.000. Rồi mình sẽ qua cái mẫu bẫy tiếp theo thì nó cũng vậy, nhưng mà cái kích thước nó lớn hơn nhiều so với cái bẫy đầu này các bạn thấy không? Đó. Thì cái này các bạn, ngoài cái này các bạn thấy bẫy chuột chuột cống nhum này, cống lan này, các bạn bẫy sóc. Đó, mấy con bự bự á là vô đây. Ha, à, cái kích thước của con này là, để mình đo chính xác cho bạn xem. Cái kích thước này là bề ngang nó, bề dài của nó là 23 cm nha các bạn. Bề ngang của nó là 12,5 cm, hàng này như đây. Đó, 11, 12, 23 ha bạn ha, mẫu bẫy lớn này nè. Thì cái nó cũng là bẫy lò xo bạn, nhưng mà nó được cái nó có hai cái khoang này nữa nè. Đó, thì khi mà bạn các bạn gài, các bạn kéo hai khoen lên ha. Đó, gài. Thì khi mà nó sập á thì cái khoen nó lọt xuống vậy nè. Nó sẽ giữ luôn, nó sẽ không cho cái con chuột mình nó tung ra được. Chắc là chắc chắn ha. Rồi cái mẫu bẫy cuối cùng. Thằng này là bẫy cửa đại đây. Đó. Thì này có thể bỏ được chắc cũng 1 2 3 4 5 10 lon bia các bạn. Thì cái kích thước bẫy này để mình đo ra luôn coi. 16 ha. 16, 14. Và cái bề dài này, con này nó khoảng chừng 21 chứ chính là 30 ở 7. 21. Này là 21, 21 chứ 10, khoảng 30. 30 mấy các bạn, 31, 32 xe phân gì đó ha. Thì cái bẫy này thì chuột cống vô được. À, cống nhum nè ha. Cống nhum hay ba lông vậy là cũng là một nha các bạn. Cống nhum, cống lan các bạn có thể bẫy được biệt biệt rồi luôn. Mấy con chồn vô đây được luôn nha các bạn. Đó, thì nó cũng có cái khoen như cái mẫu bẫy thứ hai á. Sập lên cái là khoen tuột xuống, cứ ngắt luôn. Ha. Đó là chắc chắn luôn các bạn. Thì cái mẫu này là, để mình cập nhật cái giá nó ở dưới luôn bạn ha. Để mình không mất công mình nói lộn mấy bạn bị nhầm nữa. Thì đó, ba cái mẫu bẫy của mình đây nha. 1, 2, 3. Hàng này là tí hon nhất, 16k chắc chắn. Còn hàng này để mình coi giá lại. Thì giờ xin cảm ơn các bạn đã theo dõi được clip này của mình nha. Nếu các bạn nào có nhu cầu mua bẫy chuột thì các bạn cứ liên hệ mình ha, 0786493437. Mình sẽ ship hàng toàn quốc cho bạn luôn nha. Tất cả cái giá mình để dưới là chưa bao gồm ship nha các bạn. Là ship nó tùy vô các bạn ở tỉnh nào nữa. Rồi, xin chào các bạn nha.